Vâng, Bonsai Nguyễn Sang xin kính chào toàn thể quý vị và bà con. Hôm nay em xin phép được lên một video những cây bonsai mini bản trà đẹp lại rẻ để giới thiệu tới toàn thể quý vị bà con cùng anh chị em và thưởng lãm và giao lưu nhé. Và đầu tiên em xin phép được đến với một cây hồng ngọc mai các bác nhé. Một cây hồng ngọc mai cao 30, cao 30 thưa quý bác nhé. Rất đẹp này. Hoành dễ nó còn to hơn cả ngón tay cái của em này. Chỗ này vành cổ này phải tầm 12. Vâng, giá một cây này giá chỉ có 300k bao ship quý bác nhé. 300k em bao ship quý bác nhé. Vâng, tiếp tục là một cây hồng ngọc mai dễ nôm đẹp này. Dễ nôm rất là đẹp này. Để mời quý vị và các bác cùng anh chị em và bà con cùng vào thưởng lãm và giao lưu nhé. Ta kín này. Vâng, giá một tác phẩm này giá chỉ có 380k bao ship quý vị các bác nhé. 380k. Vâng, còn đây là một tác phẩm xanh Nam Điền nụ nực các bác nhé. Một cây Nam Điền cũng khá là giả. Trông như một con nghê thưa quý vị các bác nhé. Vâng, giá tác phẩm xanh Nam Điền em ra giao lưu tới toàn thể quý vị và các bác cùng anh chị em giá chỉ có 550k nhé. 550k em bao ship quý vị các bác này. Cao 20. Cao 20 quý vị các bác nhé. Rất nhiều tác phẩm đẹp và rẻ các bác nhé. Đây, cây hồng ngọc mai đang ra hoa này. Thưa quý vị các bác cùng anh chị em cùng bà con nhé. Đây, nụ rất nhiều này. Hoa hồng ngọc mai cũng khá là thơm được quý bác nhé. Một bầu như này cơ quý vị bác này. Một bầu như này giá chỉ có 220k bao ship quý vị bác nhé. 220k. Bao ship quý vị và các bác. Đấy. Có bác nào muốn giao lưu tác phẩm nào thì có thể liên hệ theo số điện thoại 0976 821 509. Bonsai Nguyễn Sang. Em sẽ ghim cái số lên phần tiêu đề của video để quý vị và các bác cùng anh chị em vào có thể tiện liên lạc. Còn đây là một cây si búp đỏ quý vị các bác nhé. Một cây si búp đỏ tía này. Cốt si rất là quái này. Để giao lưu tới toàn thể quý vị và các bác cùng anh chị em này. Một cây si búp đỏ này giá chỉ có 450k nhé. 450k em bao ship quý vị các bác. Đẹp lại rẻ nhé. Thưa quý vị các bác này. Cây rất là quái cây luôn. Hoành cái này nó phải 14 đấy ạ. Cao 15. Vâng, vẫn là một cây hồng ngọc mai này nhé. Đấy, dê nôm. Quý vị và các bác nào có thể muốn giao lưu tác phẩm nào có thể chụp ảnh gửi theo Zalo 0345 485 259. Bonsai nông nghiệp Việt. Giá tác phẩm hồng mai này giá này, một cây này giá cao 15 cm các bác nhé. Cao 18 cm. Đấy, giải rêu sẵn rồi các bác nhé. Giải rêu sẵn rồi. Các bác về chỉ việc chơi thôi. Vâng, giá cũng chỉ có 380k bao ship quý bác nhé. Hàng dễ nôm này đều là 380k nhé các bác nhé. 380k lại còn bao ship quý bác luôn. Đẹp lại rẻ các bác nhé. Vâng, còn đây là một tác phẩm Linh Sam. Linh Sam. Cái này hoành hoành 14 đấy ạ. 14 15 đấy ạ. Chiều cao 30. Và tàn 35. Vâng, giá một tác phẩm Linh Sam 86 này giao lưu tới toàn thể quý bác giá chỉ có 700k nhé. 700k bao ship quý bác nhé. Rất nhiều tác phẩm đều bonsai đẹp và rẻ nhé. Để mời quý vị và các bác cùng anh chị em vào thưởng lãm và giao lưu. Nếu quý vị và bà con thấy video hay
bonsai đẹp rẻ thì nhấn tay thả like cho em nhé. Đồng thời đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi cũng như ủng hộ bonsai Nguyễn Sang. Em xin cảm ơn và em xin kết thúc cuốn video ở đây.